Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tiêu Chiến lạnh lùng với Ngô Tuyên Nghi nhưng mỉm cười khi đứng bên Dương Tử. Nếu chú ý giữ khoảng cách với Ngô Tuyên Nghi thì Tiêu Chiến cười nói vui vẻ, không ngại tương tác thân thiết với Dương Tử. Sau khi lên sóng không bao lâu, ekip Đấu La Đại Lục đã mở cuộc họp báo để khán giả và dàn diễn viên có thể tương tác với nhau, cũng như hiểu rõ quá trình làm việc, hậu trường vui nhộn chưa từng được tiết lộ trên giấy báo hay trong video hậu trường. Trong buổi họp báo diễn ra vào đầu tháng 2 năm 2021, Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi cùng những diễn viên đã có mặt tham dự buổi họp báo này. Nếu Thanh Nghi, Viên Băng Nghiên không ngại tương tác tạo phản ứng hóa học như trong bộ phim Lưu Ly hay ngay trên sân khấu của buổi họp báo, thì Tiêu Chiến lại chọn giữ khoảng cách với bạn diễn của mình. Anh tỏ ra lạnh lùng, xa cách với nữ chính Ngô Tuyên Nghi. Vừa qua, hai diễn viên chính của Đấu La Đại Lục đã có mặt trong đêm hội Weibo, nhưng cả hai không hề có câu chào hỏi nào và vị trí ngồi cũng cách nhau khá xa. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại không tỏ vẻ lạnh lùng với Dương Tử. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chưa được phát sóng, nên cả hai không ngại tương tác vui vẻ với nhau. Trước đó, trong đêm hội Weibo, Tiêu Chiến và Dương Tử cũng nhận giải thưởng Kinh và Quen của sự kiện này, nên cả hai không thiếu những tấm ảnh chụp chung với nhau. Nam nghệ sĩ 9X luôn nở nụ cười trên môi và không ngại quay qua nhìn bạn diễn trong bộ phim chưa phát sóng kia. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì khán giả đã sắp được thưởng thức bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của cặp diễn viên Tiêu Chiến và Dương Tử. Mới đây, trên Weibo chính thức của đoàn làm phim đã chia sẻ bài đăng thông báo phim sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 9 tới. Cụ thể, Weibo đăng tải poster mới của bộ phim kèm lời nhắn nhủ Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sẽ chính thức ra mắt kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2021, đồng bộ trên Tyson Video và đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Ngay sau đó, Tiêu Chiến cũng đã chia sẻ lại bài đăng của mình. Không còn là tin đồn, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sắp chính thức ra mắt với khán giả. Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Giang Tiểu Lục, bút danh Thờ Đá Berlin. Phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa bác sĩ Cố Ngụy do Tiêu Chiến đóng và cô nữ sinh Lâm Chi Hiếu do Dương Tử đóng. Lâm Chi Hiếu là sinh viên năm cuối của trường đại học âm nhạc, phải chia tay bạn trai và từ bỏ cơ hội làm việc của công ty lớn vì bố cô bị chẩn đoán ung thư. Tưởng chừng như cuộc sống của Lâm Chi Hiếu rơi vào bế tắc và tan vỡ. Tuy nhiên lúc này, bác sĩ chữa bệnh cho bố cô là Cố Ngụy đã bước vào cuộc sống của Lâm Chi Hiếu, khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hai con người từng chịu đựng những tổn thương trong tình yêu đều không còn dám tin vào người khác, bắt đầu làm quen, gần gũi và yêu thương nhau. Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đóng máy từ cuối năm 2019, đã có nhiều lời đồn phát sóng từ năm 2020 và 2021, nhưng vẫn bạch vô âm tính, khiến khán giả hào hức mong chờ. Hiện tại đã có thông tin về lịch chiếu chính thức, khán giả đặc biệt là các fan của Tiêu Chiến và Dương Tử đều vô cùng hân hoan, chờ đón bộ phim của thần tượng chính thức ra mắt. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.